Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức máy tính của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình xin được hướng dẫn các bạn cách để quay lại giao diện Facebook cũ. Cách này áp dụng cho mọi tài khoản đã bị đổi sang giao diện mới mà hiện tại không còn nút quay lại giao diện cũ nữa. Thì như các bạn đã biết, thì thời gian vừa qua Facebook đã tiến hành thử nghiệm giao diện mới trên nền tảng web và mới đây họ đã gửi thông báo cho người dùng về việc họ sẽ bị buộc phải chuyển sang giao diện mới này từ tháng 9. Và mình nhận thấy thì cái giao diện mới này dùng hơi khó chịu và nó được thiết kế giống với cái giao diện trên điện thoại nên sẽ nhiều người không quen và muốn quay trở lại cái giao diện cũ. Và các bạn để ý cái chỗ phần tài khoản này đã không còn cái tùy chọn để chuyển lại giao diện cũ nữa vì đã quá cái thời gian sử dụng. Hiện nay đã là tháng 10 rồi. Và đây chính là cái giao diện cũ mà các bạn đã sử dụng trong thời gian vừa qua và muốn quay trở lại. Vậy thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn thực hiện theo các thao tác nhé. Trước tiên thì các bạn mở trình duyệt web lên và đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của mình. Thì ở đây chính là cái tài khoản Facebook cá nhân của mình đây. Thì sau đó thì các bạn, đối với bạn nào đang sử dụng trình duyệt cốc cốc thì các bạn bấm vào phần ở bên trái màn hình phía trên cùng có chữ hiển thị chữ cốc cốc đấy. Đây chính là menu tuyển chọn của trình duyệt web cốc cốc. Và sau đó các bạn di chuyển xuống phần công cụ khác. Tiếp tục di chuyển xuống phần tiện ích mở rộng và bấm vào. Đây chính là giao diện tất cả các tiện ích mở rộng đã được cài đặt trên trình duyệt web cốc cốc. Và các bạn chú ý kéo con lăn xuống dưới và bấm cho mình vào phần mở cửa hàng Chrome trực tuyến. Các bạn click vào giúp mình. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của các cửa hàng Chrome trực tuyến. Đây là toàn bộ các ứng dụng được Chrome phê duyệt thì mới được lên gian hàng. Các bạn search cho mình từ khóa O layout for Facebook. Sau đó bấm vào. Ở cái kết quả tìm kiếm đầu tiên thì các bạn click vào cho mình ứng dụng O layout for Facebook mà có hình mũi tên sang bên trái. Sau đó thì các bạn bấm vào phần thêm vào Chrome giúp mình. Sau đó bấm vào thêm tiện ích. Sau khi thêm thì tiện ích sẽ bắt đầu cài đặt. Và đây sẽ hiện ra màn hình thông báo. O layout for Facebook đã được cài đặt vào cốc cốc. Sử dụng tiện ích này bằng cách nhấp vào biểu tượng này. Quản lý tiện ích bằng cách nhấp vào tiện ích trong menu công cụ. Thì ở đây thì các bạn có thể dịch sang tiếng Việt và sẽ đọc được. Sẽ có ảnh mô tả này. Các bạn sẽ tìm đến một cái hình xếp hình ở trên trình duyệt cốc cốc này, nhấp vào đến tùy chọn và thêm thông tin, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng. Đây thì mình đã tìm thấy cái biểu tượng có hình cái mảnh ghép màu xanh, mình click vào. Sau đó thì các bạn tìm cái tên ứng dụng mà chưa được truy cập thì các bạn click vào cái hình cái nút ghim này để ghim nó lên, thì các bạn sẽ thấy hiển thị ra cái mũi tên màu xanh chưa, chính là cái ứng dụng O layout for Facebook. Ok, các bạn đóng cái tab này lại. Đóng hết các tab lại và các bạn bấm vào cái hình mũi tên này. Các bạn reload lại trang hoặc là các bạn ấn nút F5 trang để reload lại. Thì cái trình duyệt Facebook của mình nó đã chuyển sang cái giao diện cũ. Các bạn có thể bấm vào hình cái mũi tên của cái tiện ích này và các bạn chuyển sang giao diện mới hoặc cũ tùy ý các bạn. Bấm sang đây sẽ là sử dụng giao diện mới. Đấy, quay lại giao diện cũ thì lại bấm vào O layout reload. Đây là cách 1. Cách 2 thì các bạn làm sẽ nhanh hơn, đó là các bạn copy cái đường link mình chia sẻ ở dưới phần mô tả, chính là cái đường link đến thẳng cái ứng dụng này luôn. Thì các bạn chỉ việc dán nó vào trình duyệt đây nhá, mình sẽ gỡ ra thao tác lại cho các bạn xem rất nhanh thôi. Sau khi mình gỡ ra, đây cũng là cách để các bạn gỡ cái ứng dụng ra nhé. Các bạn chỉ được click vào tên ứng dụng và các bạn bấm vào cái dấu ba chấm này và chọn gỡ là các bạn có thể gỡ được, xóa tiện ích khỏi, mở rộng khỏi cốc cốc này. Sau đó thì các bạn F5 lại thì tất nhiên là trang nó sẽ trở về cái trạng thái mặc định. Trạng thái mặc định của nó chính là cái giao diện Facebook mới. Thì các bạn mở cửa sổ mới này, các bạn copy cái đường link và paste vào. Sau khi paste cái đường link vào thì nó sẽ ra luôn cái trang
ứng dụng cái trang tiện ích đấy, Oh Layout for Facebook luôn, và bấm vào thêm vào Chrome, bấm vào thêm tiện ích này, ngay lập tức thì nó đã được thêm vào. Các bạn thấy cách 2 hơn cách 1 rất nhiều không? Đây, cái ứng dụng rất hữu ích, cho phép mình chuyển giao diện mới sang cũ. Đây là đối với trình duyệt web cốc cốc, còn đối với trình duyệt web Chrome thì sao? Các bạn thao tác giúp mình như sau nhé. Các bạn vào phần dấu 3 chấm trên Chrome, vào phần công cụ khác, vào phần tiện ích mở rộng. Sau đó cũng vào, các bạn chú ý cái dấu 3 gạch ở chỗ phần tiện ích, các bạn bấm vào giúp mình, bấm vào phần mở cửa hàng trực tuyến. Và sau đó cũng gõ tên ứng dụng ra, Olayout for Facebook, và tiến hành thêm tiện ích, thêm vào Chrome, rồi nó sẽ hiện ra y như các bạn thao tác trên cốc cốc, hoặc là các bạn dán cái đường link của mình vào cũng như nhau thôi. Đó, nó cũng hiện ra luôn cái trang tiện ích để các bạn thêm vào. Cách này thì nhanh hơn, thì các bạn chỉ cần kéo xuống phần mô tả và copy cái đường link của mình dán vào là xong. Giao diện Facebook đã hiện về. Ok. Thì cái ứng dụng Olayout for Facebook này ấy, thì nó đã được phê duyệt bởi Google trước khi đưa lên cửa hàng trực tuyến, nên đảm bảo sẽ không chứa virus hay là mã độc. Thì cái tiện ích này nó cũng đã thu hút được rất nhiều người sử dụng. Đây, mình sẽ vào lại cái trang cho các bạn xem. Đấy, đã có hơn 300.000 người cài đặt rồi. Thì nó cũng giống như cái cửa hàng Google Play mà các bạn hay sử dụng ở trên điện thoại thôi. Thì cái ứng dụng này cũng như vậy, nó là một cái tiện ích ở trên web mà cũng được Google hỗ trợ. Tức là tải lên cái trang cửa hàng của Google rồi thì các ứng dụng này phải được qua Google phê duyệt, phải kiểm duyệt thật kỹ xem có chứa mã độc hay không. Không chứa mã độc thì mới được đưa lên. Do đó thì các bạn yên tâm là tài khoản các bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì khi sử dụng cái tiện ích này. Và cuối cùng thì mình lưu ý với các bạn là cái phương thức này hiện tại nó chỉ có thể áp dụng cho trình duyệt web cốc cốc và trình duyệt web Google Chrome. Còn đối với các trình duyệt web khác như là Firefox này, hay là Opera mình, Opera này, Firefox này, thì sẽ không sử dụng được nhé. Các trình duyệt lạ sẽ không sử dụng được do nó không thể truy cập được vào cái cửa hàng trực tuyến để cài đặt tiện ích. Thì trong video này nay mình đã hướng dẫn các bạn cách để quay trở lại giao diện Facebook cũ. Thì hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, bình luận và bấm nút theo dõi để giúp kênh của mình phát triển hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.